Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp trong nước mới nhất, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân được mệnh danh là Lữ đoàn Tia Chớp khi sở hữu các tàu pháo TT-400TP và tàu tên lửa lớp 12418 với hỏa lực mạnh, tốc độ cao. Đây là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng để tiến công, tiêu diệt các tàu mặt nước của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vậy khả năng thật sự của những tàu chiến này mạnh cỡ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tổng hợp ngay sau đây. TT-400TP là một lớp tàu pháo do công ty đóng tàu Hồng Hà Việt Nam tự sản xuất dựa trên bản thiết kế sơ bộ mua từ nước ngoài. TT là viết tắt của từ tuần tra, còn TP là viết tắt của từ tàu pháo. TT-400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với 4 nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng ra quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Hiện tại 6 chiếc đã được đóng mới và trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu có trọng tải choán nước là 413 tấn khi không tải, 446 tấn khi tải trung bình và 480 tấn khi toàn tải. Chiều dài nhất là 54,16 m, chiều rộng nhất là 9,16 m, mớn nước 2,7 m. Tốc độ tối đa 32 hải lý một giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý khi tàu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý một giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8. Tàu được thiết kế và chế tạo theo kiểu mô đun độc lập. Trong mỗi mô đun được thiết kế và bố trí lắp đặt các thiết bị gần như hoàn chỉnh theo từng khối. Sau đó chỉ cần cẩu, đấu, lắp tổng thành các đoạn mô đun lại. Trang bị vũ khí trên tàu TT-400TP có một pháo hạm AK-176M. Pháo hạm AK-176M trên tàu TT-400TP được điều khiển bởi radar kiểm soát hỏa lực MR-12302 đặt ở vị trí gần tháp radar của tàu. Pháo hàm AK-176M cỡ nòng 76,2 mm, có tốc độ bắn tối đa 120 phát một phút, sơ tốc đầu nòng 980 m một giây, tầm bắn hiệu quả 10 km, tầm bắn tối đa 15,5 km, dự trữ đạn 152 viên. Nhờ được điều khiển bằng radar kiểm soát hỏa lực MR-12302, kết hợp với thiết bị ngắm quang tuyến mắc kèm, giúp pháo hàm AK-176M bắn chính xác vào mục tiêu trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài tiêu diệt các mục tiêu trên mặt biển, AK-176M còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay, kể cả tên lửa hành trình chống hạm. Trong một thử nghiệm trước đây, pháo hạm AK-176M đã tiêu diệt thành công tên lửa AT-2 Squatter, mô phỏng tên lửa hành trình chống hạm Harpoon, với trung bình cứ 25 phát thì bắn hạ thành công, trong khi tốc độ bắn tối đa lên đến 120 phát một phút. Ngoài pháo hạm AK-176M, trên tàu TT-400TP còn trang bị một pháo bắn nhanh AK-630M. Tương tự như pháo hạm AK-176M, pháo AK-630M được điều khiển bởi radar kiểm soát hỏa lực MR-12302. Pháo AK-630M cỡ nòng 30 mm, có tốc độ bắn tối đa 5.000 phát một phút, sơ tốc đầu nòng 900 m một giây, tầm bắn hiệu quả 5 km. Pháo AK-630M có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cả trên biển và trên không, kể cả tên lửa hành trình với tốc độ chính xác rất cao. Nhờ tốc độ bắn cao và điều khiển bằng radar kết hợp hệ thống quang tuyến, AK-630M có thể tạo ra một lưới lửa phòng không bảo vệ tàu trước cuộc tấn công của tên lửa chống hạm. Ngoài hai loại pháo trên, tàu TT-400TP còn được trang bị hai bệ gá tên lửa phòng không vác vai Strela hoặc Igla. Tên lửa phòng không vác vai trên tàu TT-400TP có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu là trực thăng hoặc máy bay chiến đấu bay thấp của đối phương. Việc đóng mới thành công các tàu pháo TT-400TP đóng vai trò quan trọng đối với công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và công nghiệp đóng tàu chiến của Việt Nam nói riêng. Với việc tự đóng mới tàu TT-400TP dựa trên thiết kế sơ bộ của nước ngoài, chi phí đóng tàu đã giảm hơn 90% so với mua mới của nước ngoài. Nếu tính riêng việc mua thiết kế toàn bộ và chuyển giao công nghệ của nước ngoài sẽ mất hơn 10 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là tiền đề cho việc chúng ta sẽ tự đóng các tàu chiến thế hệ tiếp theo dựa trên thiết kế ở trong nước. Tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam có khả năng tấn công nhanh, sức chiến đấu cao và được trang bị vũ khí hiện đại. Năm 2009, Tổng công ty Ba Son ký hợp đồng đóng mới tàu tên lửa Molniya cho quân chủng Hải quân trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Từ năm 2014 đến năm 2017, lần lượt các tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc Project 12.418 lớp Monia được Tổng công ty Ba Son bàn giao hai tàu tên lửa cho Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân. Như vậy là sau 8 năm, cuối cùng Việt Nam đã hoàn tất việc biên chế biên đội 8 tàu tên lửa Molniya, nâng cao đáng kể sức chiến đấu của binh chủng Hải quân, góp phần thực hiện sứ mệnh bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hai tàu tên lửa đầu tiên phiên hiệu HQ-377 và HQ-378 do Việt Nam đóng được Tổng công ty Ba Son bàn giao cho quân chủng Hải quân vào ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2014, lễ thượng cờ bàn giao tàu cho Vùng 2 Hải quân được tổ chức tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 thuộc Project 12.418 do Viện Anma, Liên bang Nga thiết kế, có lượng giãn nước lớn nhất là 563 tấn, chiều dài 56,9 m, mớn nước mũi 2,4 m, vận tốc kinh tế 12 đến 14 hải lý, lớn nhất 42 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn 44 người, tầm hoạt động trên biển 10 ngày tương đương 1.700 hải lý, dự trữ đầy nhiên liệu được 2.400 hải lý, chịu được sóng cấp 6, cấp 7. Được coi là loại tàu chiến hiện đại, nhỏ gọn, cơ động, mang tính đột phá về công nghệ, HQ-377, HQ-378 mang theo nhiều vũ khí điều khiển tự động, gồm tên lửa và các loại pháo. Hai tàu tên lửa được tích hợp nhiều hệ thống thiết bị công nghệ cao, kết hợp tốt nhất giữa khả năng tấn công và phòng thủ, như các hệ thống vũ khí khí tài, động lực, thiết bị điều khiển, bảo vệ và kết cấu đảm bảo sức sống, tính năng đi biển, hoạt động độc lập. Tàu được trang bị một pháo tự động AK-176M, cỡ nòng 76,2 mm, tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát một phút, hai pháo phòng không cao tốc AK-630M với tốc độ bắn 5.000 phát một phút. Đáng chú ý nhất là hệ thống tên lửa KH-35 URAN-E với 16 quả đạn được bố trí ở 4 bệ phóng ở hai bên sườn tàu, có khả năng đánh chìm chiến hạm lượng giãn nước cỡ 5.000 tấn với tầm bắn lên đến 130 km. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2015, cặp tàu tên lửa thứ hai số hiệu HQ-379 và HQ-380 cũng chính thức được đưa vào hoạt động. Cặp tàu này được đóng vào tháng 10 năm 2011, nghiệm thu kỹ thuật bắn đạn thật trên biển ở cấp Quân ủy Hải quân và Bộ Quốc phòng hồi tháng 4 năm 2015. Trên mỗi tàu được trang bị 4 dàn phóng tên lửa Uran-E với tổng số 16 quả, cự ly bắn 130 km. Ngoài dàn tên lửa, tàu 379 cũng được trang bị nhiều vũ khí tối tân, hiện đại, phục vụ huấn luyện và chiến đấu. Cặp tên lửa cuối cùng trong gói hợp đồng đóng mới 6 tàu Monia giữa Tổng công ty Ba Son và binh chủng Hải quân được bàn giao vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Hai tàu tên lửa được đóng tại Nga cũng được bàn giao cho Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân vào ngày này. Như vậy, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chính thức sở hữu biên đội 8 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc lớp Molniya. Tàu tên lửa Molniya vốn được mệnh danh là tia chớp vì sự lanh lẹ và sức chiến đấu cao. Chúng được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác một cách độc lập hoặc theo biên đội. Ngoài ra, Molniya có thể bảo vệ tàu ngầm, tàu đổ bộ hoặc thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát hàng hải. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.